tưởng hai đứa đi cúp chim chăm chờ. Anh nhà trước khi cũng mất có đi mà nè, mất nước cũng có hai năm mất chả mùi mà sao. Nắng bữa nay trời nắng rồi thì giờ đi chơi đi. Cha cha chú chim. Mình thích ăn cái ice cream, yêu bôi cái ice cream chứ. Ăn chưa múc cò. Ở tân cò. À, cơ đơn, ok. Không thích ăn cái kia hơn. Lần này kiếm cái gì đó, đảo đảo ăn này không được. Đây là phố ăn giặt. Chia xì chăng ngồi qua chỗ chợ cái chi đó quá khứ cái mì trên này quá khứ nấu một chỗ hết trơn à thì mì năm nay quá khứ này lắm luôn bữa nay ngủ đi nó không đi hôm qua mới đi xuôi về nó mệt mời tôi xin lấy á cái này vậy thường thì cũng cầm máy cho mình này không cầm phố trang hát các phố trang ca sơ chơi cha đi ca sơ mốc chả phố trang gì cả dạ tao phố kia mặn tôi mãi xuống còn thấy cái gì cả mặn tủ mặn tủ cái này in bún hào cô cha gì giờ kim bắc cái phố kia cái phố kia cái phố kia in bún cái này mới xịt chút xíu in bún mình sẽ ăn hai thứ nha cái mà không không biết ăn gì cả không không biết ăn gì cả không không 하도 됩니까? 계좌 이체 좀 됩니다. 현금 계좌 이체. 아, 계좌 이체. 현금 줘요. 현금 가방 하나. 이거 수련회가 드릴까요? 네, 모자 하나. 수련회 드릴 거 아니에요? 아장입니다. 현금 있다 저기요. 현금 있어요. 있어 가방 안에 있어. 지갑. 오늘 ông là mua cho mình ăn mà thôi, ông không có đem tiền mặt à. Lấy vô của mình đi. Con trâu chim đi về. Mà nó chết đi về mà đi. Kêu ăn hai món rồi ngồi ăn kem ăn này kia đi. Phần là 5 ngàn hai phần hơn. Đây là đông. Bây giờ mình sẽ kiếm cái chỗ để mình ngồi mình ăn. Cái này là ăn bụi á mọi người. À dưới kia anh chơi à? Ngồi đây đi. Bữa nay ở quay có ổng không? Đâu sợ ông bạn cho tôi coi. Đi ăn bụi gì vui lắm mọi người, gánh gánh buồn buồn vậy nè. Ra kiếm đây ăn bụi. Du lịch Busan á thì có là, nếu như mà nếu đi ăn uống á thì vô chỗ khu này cũng đi. Chà cái chi si chăng cháu về chín trái xích xà mai xích ninh đề. Tính ngủ không đi qua đó ăn cơm nữa. Mà không chịu này không chịu đi ăn cái gì. Đây là món tất tất kia. Tí xin nhạc. Tiêu chí? Mũi tí xìa. Mũi tí xìa bằng cái cho quá sợ. Ở cái dây ước không? Mũi tí tù nên để ta có ghi giờ trong bắt buộc. Cần khách bốc cái xe này chứ. Cần khách bốc cái xe này chứ. Bánh gạo. Gạo mành đầu. Thôi ông chồng mình không đi mua giấy, bây giờ mình đi ăn tự ăn mình nha. Ở đây là ngay chân cái đường lớn của mình. Mua xong rồi mình tự kiếm cái chỗ mình ăn vậy đó. Ăn cái tô cốc kỳ này chứ ha. Ngon. Hôm nay nắng đẹp. Trời thích vậy, dưới đây cũng gần biển là gió mát. Dưới mùa này cũng còn là mùa xuân á, cho nên cũng mát mẻ, cho nên cũng không có được.
với cái mành thầu chiên này ha. Nhưng mà mành thầu chiên mình ăn á, mình chấm với cái nước sốt này là ngon á. Ngon. Nãy thì kiếm giấy. Chín nhạt không ta? Thôi ôm ác ít mà anh ta chết tàu. Thôi sao nó có tiếng nhạc. Cái miếng này là miếng chả cá ngon. Bên đây chả cá nó sẽ là mỏng như nè, chứ nó không có dắt cục tròn. Không có dắt cục tròn, nó có chứ cục tròn nhỏ mà mình có. Đi ăn ngoài đường gì mà vui lắm luôn á. Lâu lâu ngày nào mình buồn cái rảnh á, mấy ngày cuối tuần á, từ Cô San với Cô San mình gần, mình cũng hay thường lên đây buồn lên đây ăn. Bữa nay đi với ổng. Mình thật chiên đó, mình chấm lên cái nước sốt của cái con tỉa ngon. Mấy ăn món ăn đường phố này nhìn nó đơn giản mà cái gì mành thầu tư thiệt cầm xin miếng giấy à, cái gì đó là chưa đẹp. Đi trên đây á, là thường là mình đi hay đi xe điện ngầm chứ mình không có đi xe nhà, tại lái xe nhà anh đi lái cũng không có được đâu, chọc chỗ kiếm chỗ đậu xe cực mà ngồi lái cực lâu lắm mới tới đây, tại vì xe nó nghẹt cái đường chứ, cho nên mình đi xe điện ngầm á, thì tới đây nó nhanh hơn. Chỉ còn mất cuối tuần à, cho nhớ thì cuối tuần coi sơ mốt mình đi lên tập chạy cái gì đi chạy này coi sơ cancel. Dạ ăn gì bữa tối á, mình sẽ qua cái chợ chợ cái gì á, ăn món cá nướng cá chiên ngon. Thằng ăn gì 15.000 nhưng mà ngon đầy đủ luôn. Mà nó có lẩu cá nè, cũng giá đồng giá 15.000, lẩu cá cũng 15.000, cá chiên cũng 15.000. Mà thằng ăn nó nhiều lắm luôn kìa. Vui đi hai người thì vui hơn một mà. Ít tao cha đi cúp thì tôi sẽ à nếu mày ice cream ăn xong mua cà phê uống em uống em sẽ đi ăn kem đi na na tao mang tổ một cuộc chơi gì tao sợ thấy chứ nhiều ăn cái này phải ăn này không hồi còn kiếm cái gì đó em. Xong thì cũng có cái sọt két ở gần đây để mình bỏ vậy nè nha. Ta để đầy mấy cái sọt két ở đây hết rồi. Ở ngoài đường thì cũng có bán kem nhưng mà tại vô quán ngồi ăn thì vừa ngắm ngoài luôn nè. Đi kem là ở đây. Ăn gì ngắm ngoài. Cứ đi ra mình hỏi đi cả cái gì vậy ta? Đi qua cái lộn kia là cái chợ hải sản, chợ hải sản lớn nổi tiếng như là cái chợ tên là chợ Cá Chiên, thì nói cái địa danh đó là nói cái chợ. Thường đi du lịch là
나온 거 같아. 아, 차 nhiều cửa hàng ngoài lắm mà mình cũng không có quay nữa. Tớ đi ca chi lâu có giờ mình đi đâu nữa chứ lộ cái chợ hải sản không chịu. Bên đây là fashion đó mọi người, vừa điêu hai chồng mới mua hai đứa hai cặp như kia từ đồ của chị em đồ ở đây thì tính ra nó cũng rẻ lắm. Sợ ngủ cũng giống như bên Việt Nam mình, mấy cái chợ ở Việt Nam mình nó mà quay ổ bán mà để cái sạp sạp như nè đồ nhóc hết trơn quá trời tập luôn. Giỏ sách gì đây hết, giày dép. Cái này là dép cũ lắm mọi người, dép này dép sida, gọi là dép sida với đồ sida nè, có 5.000 won cái nè, đồ mới cũ cũng có. Cái hàng này là cặp sách, bên đây là vớ, đây là mấy cái đồ để kỷ niệm á, làm kỷ niệm, mấy cái quạt mùa hè, mấy cái ví. Cái khu này là khu ủi điêu ha, quần áo không à, dây nịt, scarf phừa. Đó, trời đời ha, sọc ví gì nữa trời. Đó là bán mền hả, gói mền đó. Bán thôi cô, đây chợ để cây xi chân. Dịnh ra đều đi, dưới anh chốt rồi cây nâng tệ. Dưới anh chốt rồi dịnh ra đi. Chưa nhớ cái dạy xi chân ít chân á. Cứ khi nào anh sáng sơn bắt kìa anh nào à. Sáng sơn rồi hay mùi. Chợ hải sản thì bên đó thì mua hay mua đi hải sản với ăn cơm rồi đó. Ủa cao đi xích xe chứ nè. Lại hai đứa ăn cái gì no còn chết ăn nổi nữa. Phải ở tới chiều tối chơi thì đi qua qua. Đi qua chợ đó ăn cơm được. Đây bán mấy cái khế đeo để đi du lịch rồi. À, bà ưng ý mấy cái bên đây rồi nha. Mấy cặp quẩy bên đây đẹp nè chồng. Mua rồi đó rồi. Hai đứa hai cái rồi. Nón mình thích nón mà ông cho mua nón còn ông nó gì cái khu này thì ít người nha, còn cái khu bên ăn uống nó đông người ta, chúng tôi đi chơi xong nó được kiếm đoạn dập. Buồn đi vô cái chỗ này dạy ngố lên đây. À, số chữ cơ. Số chữ cơ bằng A, ý cơ kiểm tra nè. Cái này được nè. Nè, cái này được nè. Quẩy để cái bóp vô. Ủa, để cái bóp với mà thêm một cái điện thoại. Nhiều khi đi ra ngoài tập thể dục á. À, cứ cơ mua thông ọt xơi không? Như cái mua thông ít nó có ít nè. Ở đây có à cái chai kia mồm tôi đưa rồi. Cái mà nãy ông ngồi đẹp hơn cái đó. Trăm phân
champion. Champion, champion. 아버지 내일 오전에 올 거 아니에요? 그러니까 나도 그 hàng bán gối mềm gối cái sản phẩm áo gối rồi đó. Cũng cửa tội thì ra mình mới chợ không có mấy cái tiệm cửa hàng gì nữa. Ăn cái kem vô nghe hơi lạnh lạnh nè. Ice cream hả nào múc cồn mua mì nấu mua xì quần hay chứ đang đây. Nghe mấy cũng lắm lạnh luôn. Ăn vừa nãy lạnh nó nhảy mũi ha, nó xỉu xỉu. Ồ quá trời nóng. Mua chơi cho ạ.